đang xem video tại kênh YouTube review đàn đừng quên đăng ký Kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé hai chàng trai này thật là to gan ở ngay dưới mí mắt của anh trai mà cũng dám chơi trò chơi thể lực không dành cho con nít hai vị thật sự không sợ bị bắt ngay tại trận à phần trước nói tới cuối cùng hoàng đế cũng như ý nguyện được tới thăm quan phòng của ô tô còn được táo hoàng tận tâm phục vụ kết quả sau đó mọi chuyện liền phát triển theo hướng không thể khống chế cùng lúc này công tước tách ma cũng đi khắp nơi để tìm hai người hai người ở trong phòng đang nhiệt tình cưỡi ngựa, thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng động rất lớn. Tiếng động kia dọa cho ô tô suýt thì hồn lìa khỏi xác. Cậu còn tưởng rằng là anh trai xông vào rồi. Thì ra là đống sách trên đầu giường bị động tác của hai người làm rơi xuống sàn. Lúc này, hoàng đế mới chú ý tới căn phòng của ô tô. Nơi này không chất đầy vàng bạc châu báu như hắn tưởng tượng, mà là rất nhiều các đầu sách khác nhau. Ngoại trừ thần học còn có sách về nhiều lĩnh vực khác. Chả trách tri thức của giáo hoàng lại uyên bác như vậy hoàng đế thấy bản thân càng ngày càng thích vị giáo hoàng này rồi chính vào lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gọi của tách ma hai người bị dọa cho vội vàng bật dậy ô tô còn không thèm suy nghĩ định chạy thẳng ra bên ngoài thật may hoàng đế kịp thời nhắc nhở cậu mới nhớ ra phải mặc đồ vừa mở cửa phòng đã trông thấy công tước đang đứng đợi bên ngoài để tránh chuyện anh trai phát hiện ra hoàng đế ở bên trong phòng ô tô hoang mang dùng cơ thể che chắn trước cửa còn lấy lý do hoàng đế muốn đến tham quan phòng của cậu vậy nên cậu quay về trước một bước để dọn dẹp tách ma cũng biết căn phòng của em trai nhà mình như cái ổ heo vậy nên y cũng không nghi ngờ những lời cậu nói tách ma hỏi ốt tô xem hoàng đế đang ở đâu ốt tô lại vội vàng bịa ra một lý do khác hoàng đế đau bụng nên đã vào nhà vệ sinh rồi lời này làm tách ma cảm thấy không ổn hoàng đế không thể xảy ra chuyện ở trong nhà bọn họ được thấy anh trai chuẩn bị đi gọi bác sĩ đến ốt tô hốt hoảng đảm bảo hoàng đế không sao đâu lát nữa hắn sẽ ra ngoài ngay lúc này tách ma mới yên tâm, thấy nơi này cũng không có người ngoài. Y liền muốn nói vài lời với Otto. Y nhận ra mối quan hệ giữa hoàng đế và Otto rất tốt, thông qua những gì quan sát được ngày hôm nay, tách ma cảm thấy vị hoàng đế trẻ tuổi này quả thật không tồi. Từ nhỏ Otto đã hướng nội không thích trò chuyện nên rất cô đơn. Hiện giờ còn bị ép lên làm giáo hoàng. Lần trước đó còn vì quá mệt mỏi mà ngất xỉu. Thấy anh trai ấy náy, Otto giải thích cậu ngất đi không phải do lao lực, chỉ có điều cậu cũng không thể nói ra chuyện bản thân mang thai rồi. Tách Ma cho rằng nếu Ô Tô không làm giáo hoàng thì chắc chắn sẽ có cuộc sống tự do. Muốn làm bạn bè với hoàng đế thì liền có thể trở thành bạn bè. Ô Tô thầm nghĩ mối quan hệ của cậu và hoàng đế đã đủ thân mật rồi. Tách Ma bày tỏ, bản thân vị trí giáo hoàng này đã phải gánh vác trên vai rất nhiều trọng trách và quyền lợi. Lúc nào em cũng phải nghiêm túc với nó. Nhưng nếu em thực sự yêu thích hoàng đế thì cứ mặc kệ gia tộc và vị trí giáo hoàng đi. Em cứ làm chuyện mà bản thân thích là được, anh sẽ mãi mãi ủng hộ em. Là do dã tâm của anh mới khiến em phải gánh vác nhiều như thế. Anh là chủ nhân của gia tộc rồi, em cứ tùy tâm sở dục mà sống đi. Nghe được những lời này của anh trai Ô Tô cảm thấy vô cùng cảm động. Nhị thiếu gia nhà người khác nếu không làm quan thì cũng phải liên hôn. Vậy mà anh trai lúc nào cũng dung túng cho cậu. Hơn nữa Ô Tô cũng không ghét chuyện trở thành giáo hoàng. Sau khi trở thành giáo hoàng cậu học được rất nhiều điều. Còn anh trai thì lúc nào cũng phải nỗ lực vì gia tộc. Vậy nên cậu cũng mong rằng bản thân có thể giúp được anh trai. Tách ma vui vẻ xoa đầu ô tô. Em trai của y đúng là càng ngày càng hiểu chuyện, đáng yêu. Nhưng mà sao quần áo của em lại sộc sạch thế này? Có khách tới nhà chơi vẫn nên chú ý một chút, mau đóng cúc áo cho cẩn thận đi. Ô tô chuột dạo vội vàng cài lại nút áo. Mới vừa cảm động đã cảm lạnh rồi. Bởi vì có khách đến chơi nhà nên quần áo của cậu mới sộc sạch như vậy đấy. Hoàng đế ở bên trong phòng sau khi nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ, thì rơi vào trầm tư. Vị công tước xa trên này đúng là không giống với tưởng tượng của hắn. Có sự cho phép của anh trai, tần suất ô tô vào cung mở cuộc họp bí mật với hoàng đế càng lúc càng nhiều. Nhưng mà anh trai của cậu cho phép cậu đi kết bạn, nếu biết được kiểu kết bạn này của ô tô sợ rằng công tước tức chết mất. Phó chủ giáo thân là, thân tím của giáo hoàng là người đầu tiên phát hiện ra điểm bất thường. Thời gian gần đây hoàng đế thường xuyên triệu kiến giáo hoàng vào cung còn thường xuyên tìm mấy lý do nghe rất vô lý để chạy tới giáo đình gặp giáo hoàng. Nhưng khi nghĩ tới chuyện giữa hai người bọn họ có gì đó, gian díu mập mờ phó chủ giáo liền tự bác bỏ. Dựa vào thân phận của hai người bọn họ sao có thể làm loại chuyện kia? Chắc chắn do bản thân nghĩ nhiều rồi. Khi phó chủ giáo tận mắt trông thấy giáo hoàng và hoàng đế quấn quýt bên nhau, cậu ta vẫn không dám tin vào mắt mình. Từ khi nào mối quan hệ của bọn họ thành ra như vậy? Thực sự kinh thế hãi tục. Hơn nữa Otto còn là công tử của gia tộc phản đế, Lẽ nào đây chính là mối tình cầu huyết trong truyền thuyết? Rõ ràng giáo hoàng là một đứa trẻ lương thiện. Sao hiện giờ lại biến thành như vậy? Phó chủ giáo không tiêu hóa nổi tin sốc này liền hoảng hốt bỏ chạy. Động tĩnh bị hoàng đế phát hiện. Nhưng hiện giờ ô tô đang nằm trong vòng tay của hắn. Hắn không muốn bỏ lỡ thời gian tốt đẹp này. Nghĩ tới chuyện vì mang thai nên sức ăn của ô tô thay đổi. Hôm nay, hoàng đế đặc biệt đem rất nhiều đồ ăn ngon tới cho cậu. Để thánh hạ được ăn đồ nóng hổi mới ra lò. Ta đã vội vàng chạy tới đây đó. Hoàng đế lúc này giống như một chú cún bự đang vẫy đuôi vậy. Đồng thời cũng khiến ốt tô mê đến chịu không nổi. Đương nhiên đồ mà hoàng đế đem tới cũng rất ngon. Còn hoàng đế ở bên cạnh thì nhìn ô tô đến không nỡ rời mắt. Có lẽ vì mang thai nên thánh hạ ăn rất ngon miệng. Hoàng đế thật muốn hỏi xem ô tô còn thích ăn gì nữa không. Rất nhanh, hắn ta nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Người đàn ông cao ngạo này nhất quyết không tiết lộ chuyện bản thân mang thai còn vô cùng tự nhiên duy trì mối quan hệ kia với hắn. Là không biết cha của đứa trẻ là ai sao? Hơn nữa thời gian gần đây tô cũng chỉ gặp mặt hắn. Lúc này, hoàng đế đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm. Dối dám lâu như vậy làm gì? Nếu như không biết là của ai thì cứ coi là của mình đi. Khắp đế quốc chắc chắn không có người đàn ông nào ưu tú hơn hắn. Hơn nữa hắn còn là hoàng đế của nơi đây. Không một ai xứng trở thành người đàn ông của giáo hoàng hơn hắn. Sau một hồi suy diễn, hoàng đế đã thành công biến bản thân thành cha của đứa trẻ trong bụng giáo hoàng. Dù sao mỗi ngày giáo hoàng đều quấn quýt bên cạnh hắn, chắc chắn ngay cả chuyện cha của đứa bé là ai cũng chẳng biết. Nếu như hắn coi đứa nhỏ trong bụng giáo hoàng là của mình, thì giáo hoàng nghiêm nhiên cũng trở thành của riêng hắn. Nói rộng ra thì giáo hoàng chính là bà xã của hắn rồi. Nhìn thấy trên mặt ô tô có dính vụn bánh, hoàng đế liền vươn tay giúp cậu lấy xuống. Sau đó còn thuận tiện nhét luôn vào miệng mình mùi vị của bà xã còn ngon hơn tưởng tượng hai người ngồi bên nhau ngọt ngào phát cơm chó còn phó chủ giáo thì núp ở cách đó không xa ăn hết à không trông thấy hết toàn bộ từ sau lần trông thấy hoàng đế và giáo hoàng chơi cưỡi ngựa trước đó phó chủ giáo liền bắt đầu hận hoàng đế giáo hoàng thuần khiết không nhiễm bụi trần của bọn họ chắc chắn bị hoàng đế lừa gạt rồi ánh mắt oán hận này lập tức thu hút sự chú ý của hoàng đế vì sao lại dùng loại ánh mắt đó để nhìn hắn hoàng đế tò mò hỏi ô tô tên tư tế tóc đen ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau thánh hạ là ai vậy ốt tô giải thích cậu ta là phó chủ giáo cũng là bạn tốt của cậu hoàng đế nghe ốt tô nói vậy liền không vui rồi nói như vậy tức là ngày nào cậu ta cũng ở bên cạnh giáo hoàng còn quen biết nhau lâu như vậy có phải cũng là một trong những người đàn ông của thánh hạ sau một hồi âu vơ thinh kinh hoàng đế liền tự làm bản thân tức gì khói hắn hung tợn chút giận lên bánh mì giáo hoàng nhìn chiếc giỏ trống không có chút mất mát Hình như hơi ít bánh mì thì phải. Lúc này hoàng đế mới nhận ra hắn lấy đi chiếc bánh mì cuối cùng rồi. Hắn đã cố ý mua nhiều, không ngờ tới lại không đủ cho giáo hoàng. Hoàng đế vội vàng đưa chiếc bánh trong tay cho Otto. Vốn định nói lần sau sẽ mua nhiều một chút thì đột nhiên nảy ra một ý, hay là thánh hạ cùng ta tới thị trấn phía đông du lịch đi. Những chiếc bánh mì này được mua ở đó. Ở đó còn có rất nhiều thứ thú vị và đồ ăn ngon. Đến đó rồi chúng ta còn có thể bơi thuyền trên hồ nghe hoàng đế lên kế hoạch như một buổi hẹn hò ô tô có chút rung rinh nhưng mà giáo đình còn rất nhiều việc phải giải quyết sau cùng ô tô vẫn bị ánh mắt bling bling đáng thương của hoàng đế khuất phục lời từ chối đến bên miệng lại nuốt trở lại thân là giáo hoàng thực sự cũng nên đi xem thử cuộc sống của các tín đồ vậy thì nhân cơ hội này ra ngoài xem đi kế hoạch hẹn hò của hoàng đế và giáo hoàng còn chưa chính thức bắt đầu đã bị công tước bóp nát từ trong trứng nước nghe nói ô tô định tới thị trấn phía đông tách ma liền không yên tâm Gần đây đám dị giáo rất manh động, mặc dù tình hình ở thị trấn phía đông không quá nghiêm trọng, nhưng tuyệt đối không thể lơ là. Vậy là buổi sáng hôm sau khi hoàng đế tới đón bà xã đi hẹn hò, thì liền trông thấy bóng đèn nam tước Louis. Không cần nói cũng biết hoàng đế có bao nhiêu bất mãn chưa muốn nói. Chỉ cần nghĩ tới chuyện ô tô, và Louis là thanh mai trúc mã hoàng đế đã không vui rồi. Hơn nữa hiện giờ hắn còn không có lý do chính đáng nào để đuổi anh ta đi. Bởi vì Louis không chỉ là bạn tấm bé của ô tô, mà còn là hộ vệ của Tách Ma đồng thời, là người phụ trách đoàn kỵ sĩ của gia tộc Sa Chen. Hơn nữa Otto còn rất tin tưởng anh ta, thấy không thể đuổi cái tên bóng đèn đáng ghét này đi, hoàng đế liền yêu cầu Luis cứ coi mình như người không tồn tại, cứ im lặng đứng từ xa bảo vệ bọn họ là được rồi. Nói xong còn không quên quay lại tặng cho Louis một ánh mắt cảnh cáo, đúng là càng nhìn càng ghét. Lúc này, hoàng đế đột nhiên liếc mắt nhìn về phía mái tóc của Otto màu tóc này hình như quá thu hút sự chú ý rồi. Vậy là hắn không thèm nghĩ nhiều trực tiếp giúp cậu đội mũ lên. Ô tô không thích như vậy. Hoàng đế vân tay vuốt ve mái tóc của ô tô cảm thán. Thật là đẹp. Mái tóc bạch kim trói mắt này là dấu hiệu di truyền của gia tộc Sa Chen. Thu hút ánh mắt người khác hơn mái tóc đen của hoàng đế nhiều. Sau vài lời dỗ dành hoàng đế đã thành công dỗ được ô tô đội mũ. Nhân cơ hội này hắn cũng bắt đầu dẫn dụ. Lần này chúng ta bí mật vi hành để che giấu thân phận chúng ta đừng gọi nhau là thánh hạ và bệ hạ nữa chúng ta cứ gọi thẳng tên của đối phương nhé hoàng đế còn chủ động đề nghị Otto tô gọi hắn bằng cái tên thân mật he in Ô tô xấu hổ xoay người rời đi hoàng đế vội vàng chạy theo sau có chuyện gì sao ta cũng muốn dùng cái tên thân mật để xưng hô với thánh hạ Otto tô quay lại nhắc nhở tên thân mật cái gì cứ gọi tên của ta là được vòng vo nửa ngày cuối cùng hoàng đế cũng đạt được mục đích của bản thân rồi hắn hào hứng hỏi vậy từ nay về sau ta liền gọi em là Otto nhé. Không biết vì sao, Otto cảm thấy tiếng gọi này lại tràn ngập tình ý, cậu xấu hổ bước đi càng nhanh. Nếu như vậy sau này ta cũng sẽ trực tiếp gọi tên của bệ hạ. Đến lúc đó đừng trách phạt ta tội bất kính. Hoàng đế nhanh chóng sải bước đến bên cạnh Otto, người bất kính chẳng phải vẫn luôn là ta à. Louis đi theo phía sau bọn họ thầm nghĩ. Không biết nếu để tách ma trông thấy khung cảnh này sẽ có phản ứng như thế nào đây giáo hoàng của chúng ta triệt để đám chìm trong tình yêu của tiểu hoàng đế rồi. Không hiểu vì sao, Otto cảm thấy hoàng đế gọi tên cậu dễ nghe hơn người khác gọi rất nhiều. Dù nội tâm điên cuồng kêu gào, nhưng vẻ ngoài Otto vẫn phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Thật may từ nhỏ anh trai đã dạy cậu, quý tộc phải biết diễn. Nhờ vậy dù trong lòng đã thích hoàng đế đến không chịu nổi, thì bề ngoài vẫn bình thản như không có chuyện gì. Nhân lúc bóng đèn Louis không có mặt ở đây, cặp tình nhân mới có thể tự nhiên thể hiện tình cảm. Bóng đèn Louis canh giữ bên ngoài, lại vô tình gặp được một người quen cũ, Bá tước Tanner. Lãnh địa của ông ta vốn dĩ nằm ở biên giới, theo như lời bá tước nói thì ông ta tới đây để du lịch. Lúc này, Tanner vô tình trông thấy ô tô bên trong tiệm. Louis thấy phản ứng của bá tước liền có chút hối hận vì lần này, bản thân đích thân làm hộ vệ cho ô tô. Lần này không biết ông ta sẽ bịa ra chuyện gì về mối quan hệ của anh và giáo hoàng đây. Nhưng thật may bá tước không trông thấy hoàng đế, vậy nên Louis nhanh chóng rút kiếm ra đuổi người. Thấy Otto và Hoàng đế định đi chơi thuyền, lùi ít lần nữa rơi vào sầu não. Nếu để người ngoài trông thấy, thì không biết vòng xã giao của giới quý tộc sẽ loạn như thế nào đây. Hoàng đế treo thuyền ra xa bờ, tốt nhất tránh khỏi tầm mắt của chiếc bóng đèn kia đi. Sau khi rời khỏi đám đông, trên thuyền nhỏ chỉ còn hai người bọn họ. Lúc này hai người chỉ cần gọi tên của đối phương, liền giống như những cặp đôi bình thường vậy. Thật ra Otto luôn hy vọng rằng bọn họ không phải giáo hoàng và hoàng đế. Như vậy liền có thể thẳng thắng bày tỏ lòng mình. Đến khi ấy có phải cậu có thể hỏi hai, có thể cùng cậu sinh con và kết hôn? Không cần sợ hãi mà thú nhận tình cảm. Sau đó Quang Minh chính đại sống bên nhau cả đời. Cùng chăm sóc đứa con của bọn họ. Tiếc là tất cả đều chỉ là vọng tưởng. Nghĩ tới đây, ô tô liền nhịn không được mà buồn bã. Thấy ô tô muốn khóc, hoàng đế liền căng thẳng. Ô tô vội vàng lấy lý do bản thân có chút say sóng. Đây là lần đầu tiên cậu đi chơi thuyền. Cậu không ngờ tới nước sông lại đẹp đến thế nghe vậy hoàng đế liền kể cho ốt tô nghe truyền thuyết về dòng sông này bởi vì đánh mất người mình yêu nên thiên thần đau đớn khóc lóc cả ngàn năm rồi tạo ra dòng sông này ốt tô bị tình cảm của vị thiên thần kia làm cho cảm động hoàng đế bày tỏ nếu như hắn đánh mất ốt tô thì cũng sẽ đau đớn mà khóc lóc cả ngàn năm lời này làm gương mặt ốt tô đỏ bừng hoàng đế nói xong cũng cảm thấy xấu hổ hắn ấp úng giải thích mặc dù ta không sống được ngàn năm nhưng ta chỉ muốn bày tỏ suy nghĩ trong lòng mà thôi bầu không khí lúc này cũng trở nên vi diệu. Hiện giờ dù không tiếp xúc thân thể, nhưng tâm trạng của cả hai đều rất thỏa mãn. Đường đường là giáo hoàng mà lại mang thai, để học trò cưng của mình được nghỉ ngơi dưỡng thai. Đại giáo chủ vốn đã nghỉ hưu phải quay lại nắm quyền. Ban đầu, đại giáo chủ chỉ vì lợi ích nên mới đồng ý dạy dỗ cho ô tô. Không ngờ tới đứa trẻ kia quá ngoan ngoãn, lương thiện. Chẳng có điểm nào giống anh trai tách ma của cậu. Hai anh em cùng cha cùng mẹ, vậy mà tính cách lại khác nhau một trời một vực. Trong quá trình dạy dỗ Otto, đại giáo chủ bất chi bất giác dạy bằng cả tấm lòng. Ông coi Otto như con của mình vậy. Đại giáo chủ vốn tưởng rằng, sau khi đưa Otto lên vị trí giáo hoàng trí cao vô thượng xong, thì ông liền công thành danh toại mà rút lui. Không ngờ tới học trò ngoan của ông thế mà lại mang thai. Đàn ông mang thai cũng không có gì là lạ, nhưng Otto mang thai con của ai thì không mang, lại mang thai con của hoàng đế. Còn có thể làm gì được nữa? mọi chuyện đã biến thành như vậy rồi. Thấy bụng của Otto cũng sắp lộ ra ngoài rồi. Đại giáo chủ chỉ có thể nghĩ cách giúp Otto che giấu. Chính vào lúc ông bàn bạc với Otto xem sau này tính sao, thì kể đầu sỏ hoàng đế phái người tới triệu kiến giáo hoàng. Rất nhanh đại giáo chủ đã theo Otto tới hoàng cung. Thấy ông tới hoàng đế đón tiếp rất nhiệt tình. Còn nói cho ông biết hôm nay mời giáo hoàng tới, là muốn xử lý chuyện viện trợ của giáo hội. Chuyện nhỏ này mà cũng cần hoàng đế và giáo hoàng đích thân xử lý à? Đại giáo chủ nghe xong lý do này liền muốn nổi giận. Làm to bụng học trò ngoan của ông thì thôi đi, lại còn mỗi ngày kiếm chuyện cho giáo hoàng làm. Càng nhìn càng không vừa mắt tên hoàng đế này. Hoàng đế nói vài câu với đại giáo chủ xong liền sáp lại gần ô tô thì thầm to nhỏ, căn bản không thèm coi đại giáo chủ là người ngoài. Hành động này làm đại giáo chủ tức đến bẻ gãy cây bút trong tay luôn. Phía bên này, hai người ô tô còn đang tình trạng ý thiếp hoàn toàn không chú ý tới phản ứng của đại giáo chủ hoàng đế còn được nước lấn tới nắm lấy tay của ô tô. Đại giáo chủ không nhịn nổi nữa ho nhẹ một tiếng cắt ngang hai người. Thần tuổi tác đã cao, tai có chút kém, hai vị nói gì thần nghe không rõ. Lúc này, ô tô và hoàng đế mới tém tém lại chút. Nhưng hoàng đế mặt dày khó khăn lắm mới tìm được lý do hẹn được giáo hoàng ra ngoài, hắn sao có thể cam tâm để lãng phí thời gian được. Hoàng đế lần nữa nắm lấy tay ô tô nói với đại giáo chủ rằng, vừa rồi bọn ta nói chút chuyện cá nhân, ngươi không cần để ý mối quan hệ của ta và giáo hoàng vô cùng tốt sau này ta sẽ thường xuyên tới thăm giáo đình như vậy liền có thể gắn kết mối quan hệ giữa hoàng thất và thánh giáo đại giáo chủ chỉ muốn trợn trắng mắt mối quan hệ của hai người bọn họ là gì ông còn không hiểu rõ sao hiện giờ đã tạo ra sản phẩm rồi còn ở đó mà diễn trong sáng sau này còn muốn thường xuyên gặp mặt đúng là không thể chịu nổi không được ông tuyệt đối không thể để bọn họ tiếp tục như vậy trong lúc tắm rửa ô tô phát hiện bụng của cậu đã bắt đầu nhô lên rồi hơn nữa thời gian gần đây thắt lưng cũng càng lúc càng chặt cậu nhớ tới những lời đại giáo chủ nói sáng nay thầy nói cũng có phần đúng sau này cậu không thể tiếp tục gặp mặt hoàng đế nữa hơn nữa ngày hôm nay từ lời của thầy cậu mới biết giai đoạn mới mang thai không thể chơi cưỡi ngựa cùng hoàng đế khi đó cậu không biết nên đã làm loạn với hoàng đế rất nhiều lần chả trách thầy lại giận như thế thật may không xảy ra chuyện lớn gì sau này bụng của cậu sẽ càng lúc càng lớn, nếu còn qua lại thì sớm muộn cũng bị hoàng đế phát hiện. Xem ra thầy bắt buộc phải giữ khoảng cách rồi. Lời của thầy cũng khiến Otto suy nghĩ về mối quan hệ của cậu và hoàng đế. Đối phương là hoàng đế, là kẻ thù chính trị của cậu. Đối phương cùng cậu qua lại có lẽ cũng chỉ là qua đường, sao có thể thật lòng yêu cậu được? Mỗi khi nghĩ tới hoàng đế trái tim của Otto đều loạn nhịp. Dường như định mệnh đã sắp đặt đây chỉ là tình cảm đơn phương của cậu. Otto không thể đi chất vấn xem hoàng đế coi cậu là gì. Hơn nữa lần đầu tiên của hai người cũng chỉ là sự cố. Sau đó một phút hồ đồ duy trì mối quan hệ tới hiện tại. Nhưng mà, dù bọn họ có là gì của nhau thì cũng không quan trọng nữa. Cậu đã quyết định sẽ sinh con một mình rồi. Đến khi ấy chắc chắn sẽ chia xa với hoàng đế. Cậu tuyệt đối không để đứa bé lưu lạc trở thành con riêng của hoàng đế. Cậu dự định nhanh chóng từ chức giáo hoàng rồi âm thầm đem đứa bé rời khỏi đây, đến một nơi xa xôi. cảm ơn bạn đã xem hết video nếu yêu thích đừng quên like xe và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha